Chiều ngày 31 tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định điều động, phân công bổ nhiệm đồng chí Thái Thị Bích Liên, Bí thư Quận ủy Quận 4, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thời hạn 5 năm. Cùng với đó là quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhận xét, hai đồng chí đều là cán bộ trẻ và được đào tạo bài bản, được thử thách qua thực tiễn từ cấp cơ sở, đồng thời thuộc diện cán bộ quy hoạch và còn tiếp tục phát triển nên cần được thử thách. Đồng chí Thái Thị Bích Liên sinh năm 1973, trình độ học vấn, thạc sĩ chính trị học, cử nhân khoa học, cử nhân hành chính, cử nhân chính trị học. Trước khi giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 4, đồng chí từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh, Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chánh Văn phòng Quận ủy Quận 5, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường 6 Quận 5. Đồng chí Nguyễn Quốc Thái sinh năm 1980, trình độ học vấn, thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí từng trải qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở, trong đó từng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.